Bà sư đây khi dưỡng ngày nay trong thời ca cài lùm hạt để tôn tới những select statement bảo dưỡng và to tiền nè trong lùm hạt môn nói dưỡng bán cài đối với chỉ basic là vẽ cứ thị trang như là select query ngày nay dưỡng mời dưỡng chơi dưỡng môn tích nè để tôn tới những cầm nai lùm hạt này tí pí này bà chẳng dương miền là bay đồng phố lùm hạt này nè chẳng dương đường cài chưa lùm đầm đáp hay query tệ tôn exercise được off với miền đọc buồn á này exercise hay miền cả về nâng miền multiple choice miền exam xem trang này ok là dương chapter down pi ba sum nu ti mui nè sum nu ti mui ní kisu tha ta mui ná chi command đại trâm trâu sum nhập thuê ca chuột tờ căn mysql server tam là dạng mysql client bà mysql.exe này cứ chia client tool để được chúng tôi làm bị môn chẳng nó lên Windows tại nó lên Linux cứ dùng admin .exe nâng tê chẳng nó không nâng dùng khởi miền A bà miền B miền C hay nâng miền D chẳng dùng mớ nè bà chẳng A này cứ ở trời tế hạt sma này miền sinh nhà sma cứ ở trời tế lại này nè anh đi ở trời tế chẳng chụm lại mình phải là ai thật trời này anh đi chẳng dùng chọn đắng dùng quay command nâng tất dương ai đằng ai thật tá với khó được trời chẳng nhầm thay chùm lại đi ní cứ trầm trời ná chẳng dân mơ tới mai chú áo là ní cứ chỉ chung command chung program bảo viết đọa dũ mình thay dương specify user cứ user root đọa p mình thay dương đặt password p tốt p thông cứ dân đặt port xam bay xôn một mũi default là viết has mình thay dương đặt host name cứ local host default ná mà chẳng dân ai quay tại bạn MySQL thì chờ mới nè .u root .p và .p thông máu xàm bấy xôn và mũi này dừng đạp port .h cứ dừng localhost nè hay dừng đạp password máu chứ như khi lọc cho MySQL server version phẩm cho bằng phẩm cho phẩm 4 hay xem pra nè lơ Ubuntu base nè slash q backslash q cứ chạy trình chân xùm đồ tìm mũi này cứ đi nè trầm trời bà xin nô tí pí kì xu ta ta which one is not a job of the DDL language bà ta mùi ná mình mến chìa mục nghìa rồi có ca nghĩa rồi bóp DDL bà language ná phía xa DDL chân DDL ní cứ data definition language ná nhưng trọng score lấy vì chìa này mùi rồi bóp actual language đài pra xâm khăn xùm mẹp bà rịp chom structure data object ná đưa chìa table đưa chìa bà cả database khả lâm ấy chế đàm view ấy chế đàm chắc nó không DDL này nè chẳng tìm mũi khi ta create new table ta gái bì phù tuyệt tệ tôn structure database create database thông máy nè bà change user permission bà changing table definition nè bắt đầu table ra chỉ nào xong bọn table được chụp đầu khả lâm data type default value ấy chế đàm nè changing user này thì cứ chia chụp lại để trăm trời trang user permission mình men chỉ phần này là DDL thì nhá user permission cứ phần này là DCL data control language nhá là DCL chẳng hạn đấy khi chỉ chậm lại trăm tấu xem xem lịch pí và xem nuôi lịch bay cái tham mui na chỉ một nghề nhá robot DML DML này cứ Data Manipulation Language nè chỉ phần này mỗi robot SQL language dùng browse để process data nó trong table nè được chỉ insert delete update select truncate chỉ đam nó là nó cứ tệ tôn từ DML là những cái số mỗi nè chỉ càng nghe bảo vệ những modify dùng data in a table modify dùng user permission modify table column modify column data type những dùng mới pin này cứ tệ tôn từ DDL càng lớn cài column table lên column definition tệ tông structure user permission cứ tệ tông DCL chân mùi này nè A trăm trời chỉ một nghe rồi bỏ điểm ở xe mẹ modify được update data nó không table ok bà xâm nô lịch buồn kì su what is the output of the following statement chân bà xâm dương dự say actual statement bà nè nhưng tìa mới thật ta về trên A nó không nói môn nâng châu đó đo cả lại nâng xe mời mơ khả nè dương mơ cả lại nè Joule bà select star from Joule này select from Joule chân dân đăng thay SQL select statement này dân pra không bị lạc hắn
Tí mối cứ xem return na expression value trên bị expression nào mối return value trên bị expression nào mối. Tí pí cứ tiên tình lấy trên bị table. Chẳng nó không MySQL vì miền table sắp bạn đi mật mối kia thật dùn. Chẳng ở đây cứ xem bao dương đại lạc khăn nó bê để dương mình bán sở lạch tình lấy trên bị table nào mối không đại tập bê. Vẫn ta dương chọn đại lạc khăn ở tì ho thành chê. Bà tì ho chăm sẽ xe bà thì họ nhầm là select one, ok. Chẳng như ran mới dừng khởi ban one này, bạn ta dừng chọn đại lệ khan rồi thì họ chăm chọn select, ok. Select true thì họ chẳng nữa, vía mũi thôm chiêng pì. Chẳng lại nấy cái này dừng sẽ chẳng cứ bị trừ thì cái này dừng prao vía nấy tu lúc tra tại dừng ở miền from clause chẳng đầm bây giờ generate chỉ lệ khan bạn đi bán hay miền from clause bán mà chịu ở về một cái table sẽ bạn đi mất bảo vệ mũi cái là jewel chẳng như ai sẽ say select nhá thì họ true from jewel where mũi thôm chiêng pì chẳng nấy dừng ran đấy dừng khởi nhận miền error ấy nhé đời sai ấy cứ đời sai dừng miền là from jewel này hay nhé. Chẳng lẽ khăn này ạ bất đề chẳng là sao dừng sẽ select true from jewel ok where mũi tôi chẳng pì ok chẳng là tập hóa đến trên dừng khi true true ấy bà chẳng là cái này jewel này cứ xin sao từ lời theo bó dập bạn thì mình chẳng dừng mà dừng dừng tập ra nó không select chẳng mình đi thay cái này cứ ẩn miên lẽ khăn này tế bà chẳng dừng sưu data statement này về chơi nhạy kì chúng dùng mơ pi kháng khăn ông vuông của trọ mà môn cả lần này để dùng miền vuông của trọ cho ra chẳng cứ dùng kiện này kháng khăn ông môn là đang dùng hai arithmetic operation precedent nhé và chẳng với tiện tôi làm đáp đi ca kiện này bảo viên ông programming của chẳng là vuông của trọ khăn ông việc kiện này môn này chẳng dùng mơ này sysdate dùng số data sysdate này chỉ ak sysdate này dùng top score này nó không date function cứ chỉ ăn được cùng mũi xem đẹp dùng return system date ok chẳng bản thân thì dùng sẽ select và sysdate bây giờ sẽ khó và chân dân bàn thằng ngày khai màu này ti vị này ti dân khởi nhé màu nâng system nâng chân bà xanh thì dân dân sẽ khẳng khăn nông sysdate cư dân bà có chữ bán màu bế nâng khăn nông system cho date function chân dân khởi date này cư việc chọc ở sysdate mình đi thăm mạch miền này thay vì cắt vô tại phần date robot sysdate này tê nhá sysdate này return ban date hai lần time chẳng dừng pra date cho bị lỡ về return ban tái date tê cho đó bây giờ sẽ left left miền này thay mấy dừng cắt bị chuyên chẳng miền này dừng cắt ngay khai năm bị chuyên buôn tua sò chẳng dừng một cái bàn này kì cứ dừng bàn năm bị buôn nó không system bao dưỡng cái này date time cứ năm môn như khi năm môn buôn tua sò ấy nhé chẳng mà sao dừng sẽ select ok thì mua cho mình sẽ đẹp này xích đẹp bà dừng xe và nắng dưới khách bàn đặt đẹp đấy nhé còn ta bà dừng xe sẽ like left bà đẹp này xích đẹp bà dùm luôn buồn cho những khách bàn đặt trên nam ấy people ok chẳng đọc bây dừng pra reverse reverse là people mà pay đang tiết đó dừng bạn này kế cứ xôn pí xôn pì chẳng dừng ai ta sẽ bà select ok reverse ba reverse left ba này cái khăn này that này sys that ấy da bạn lịch buồn môi select reverse left that sys that sẽ khó tiên bật e mũi bạn chân những khách bàn sổ pí chân cứ chia reverse 5 patch bond để dựng miền chân statement mùi nắng cứ giả xe mọi bàn chân ấy nhé chân không đi ăn công dân chắc chẳng hỏi đã có buồn này cứ sys that that left hỏi đang reverse sách chạy bàn dù này mùi tiền nè bà ok xin nút tiếp ram what is wrong with the following statement nè create schema if not exist db1 db2 nó không nói cứ khó nó thường tha không statement create schema này cứ dùng mình à create multiple database ban p chế không statement là mũi vậy nhưng mà dùng trong bài p dùng sẽ p statement mà chương schema hay là database nó không mang chịu ở lưng cứ đôi khi nè cứ dùng ai sẽ create database có ban create schema có ban ok
Ok, dương mơ mà xử nụ trong cõi mùi tiết xử mẹp này tìm mùi ní. Kì xu thả ta, what is the output of the following statement? Nà, ok. Select if, ok, bla 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 bla, as cold one. Chứ những xu thả ta là tập hỏi với chính A. Nếu có nông ní kì ao dương chè pra pra ảnh cung if, nà. Ảnh cung if nó có nông select actual ní cứ đôi ta nâng if nó có nông excel chẳng. Chẳng vì mình bay block bay actual nà. Bà phần này tìm mùi cứ chỉ lạc khán. Phần này tìm bí chỉ đầm lại để return chính là phải để lạc khán bất. Phần này tìm bấy cứ đầm lại để return chính return chính là phải để lạc khán mình bất. Nhưng dân mơ lạc khán khẳng một nation. Bà dân mơ mân tru cứ dân bà này ghế. Mân tru dân bà này ghế cứ dân bà fall. Copy mân fall này ghế. Tru chân fall copy tru. Bật ớt bật 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 về return này ghế. Mùi chân với cô ta return bán bạn mùi nè lại nâng chân bà xanh thì dân cho một rán cứ dân ai đừng khơi nhảy nè bà chân như khơi bàn mùi ấy. Ok cứ đặt ra để lẽ khả năng về trời. Ok chân cầm này hôm nay tìm mùi đi cứ trong cài mà thì phó cho item lên bằng mũi trăm video bật top dân mơ bật to tiện đó cũng ở bên bị.